tiếng là khoảng 5 triệu. À vậy là luôn mình... 2 chảo. Vậy là cái anh lấy ý tưởng này đâu mà anh chế ra được cái này vậy? Tự mình nghĩ ra mình làm. Cái bận đầu là nó lên chưa có đủ. Dạ. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa luôn cũng sắn nó cần độ cao. Dạ. Còn nếu mà như mình trồng ớt hoặc là trồng bắp, trồng đậu, trồng đồ mà những cái dàn đất ương điền thì mình chỉ cần một bận thôi. Dạ. Nhưng mình gạt cái cây ngang vô nó đi cái luống bằng rất đẹp. Dạ dạ. Có thể là như trồng khoai môn nè, ớt nè, cải bây giờ họ vẫn lên luống. Dạ. Bởi vì lên luống là mình tưới là nước dư lại sẽ đổ xuống mương nó đi. Chứ dạ, nó không có chứa trên luống. Có nhiều đám cải như em đánh hàng hecta luôn á là sới đôi khi nó bị đất không bằng, chứ mình tưới cái nước từ cái chỗ cao á nó dồn về chỗ thấp, chỗ thấp nó dư nước thành ra nó hư cây cải ngày đó và nó hư luôn cả mẫu vậy. Bởi vì cái giá lên luống nó không phải cao. Dạ. Như mình đi một bận là 150, còn nếu đi 2 bận là 300. Dạ. Nhưng mà ví dụ như 150 ngàn thì mình nghe đối với nhiều người họ nghe thì họ chưa quen á, họ nghe họ kêu 150 nó xót xa, nhưng mà thực chất cái năng suất nó lên và trồng cây nó sẽ đẹp hơn. Em vô những đám mà thiếu đất thì em phải chỉnh tân đưa để cho nó ép xuống hoặc nó nâng lên. Dạ. Nếu đám thiếu thì em phải ép xuống. Dạ. Nhưng mà đám mà nó đủ đất hoặc dư đất thì em phải nâng lên. Dạ, để dạ, nó hút hết cái đất, nó tạo cái luống sạch và cái mương nó sạch nữa. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Xuyên Cẩm, Đồng Nai ha, để quay cho các bạn cùng xem là anh nông dân ảnh chế cái dàn sới á các bạn, sới để mà lên clip trồng trồng củ sắn ha, hay là trồng đậu ha. Thì đầu tiên á mình sẽ review sơ sơ cho các bạn cùng xem ha. Thì ảnh sẽ đấu đầu với máy cày Siboga, là thì để mình thì máy cày này thì các bạn cũng đã biết rồi ha. Thì mình không có review máy cày, mình sẽ review dàn sới cho các bạn xem ở phía sau ha. Anh ơi, anh có thể tời lên cho em cao cao một tí. Thì cái dàn sới này các bạn, thì ở phía sau nè, cái dàn này là mình chế là cái tổng chi phí hết là bao nhiêu anh? Nếu mà như tổng chi phí là khoảng 5 triệu. À vậy là luôn mình... 2 chảo. Vậy là cái anh lấy ý tưởng này đâu mà anh chế ra được cái này vậy? Tự mình nghĩ ra mình làm. À vậy thì ảnh cũng tự nghĩ ra ảnh làm các bạn. Thì mình sẽ review sơ sơ cái dàn chảo cho các bạn cùng xem ha, rồi mình sẽ đi vào bên trong ha. Thì phía đây thì nó sẽ có một chảo chính các bạn, bên kia cũng là một cái chảo chính nữa ha. Đây ảnh cái cốt này sẽ truyền vào cái hộp sọ phía sau. Cái này là cái chỉnh của cái khuôn. Cái này là anh chế cho mình là anh chỉnh cái khuôn mà để mà mình nâng lên, thứ nhất mình đè xuống. À hay ha. Rồi ở phía sau này các bạn, phía sau này anh chế là hai cái phuộc này anh lấy từ phuộc xe Honda phải không anh? À, phuộc này là hai cái phuộc này là anh lấy từ xe Honda các bạn. Này rất này là nói chung là anh tự chế ha. Đây còn ở phía dưới nè, phía dưới cái liềm là mình cho ăn vô hết. Liềm là cái liềm này là đặc biệt các bạn, anh chế là cái liềm này á là để đất á, nó sẽ ăn vô hết nè, nó sẽ lên thành luống. Thì một tí nữa đây thì anh sẽ chạy, anh sẽ đi qua hoạt động thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem là các bạn sẽ biết được cái liềm này là nó sẽ như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ review sơ sơ cho các bạn xem cái liềm ở phía dưới ha. Ở bên đây nó sẽ có một cái máng này là nó có tác dụng gì anh? Nó giữ hai cái đất hai bên á, không có trào ra. Nó sẽ giữ ha, cái đất hai bên nè. Ví dụ chảo nó lên nó sẽ chạy xuống, nhưng mà có này nó giữ theo cái đường. À vậy là cái chảo hai bên này các bạn nó sẽ giữ đất lại ha. Ví dụ như đất này nó sẽ cái này cái liềm này nó sẽ xới lên. Nó xới lên rồi đất nó sẽ mô lên. Nó sẽ trào ra ngoài thì cái này nó có tác dụng là nó sẽ mô đất lên, làm mô đất lên ha. Đây cái là phía sau. Là nông dân sáng tạo các bạn. Rồi bây giờ là ảnh sẽ đi vào hoạt động ha. Rồi mời các bạn theo chân mình ha. Bây giờ ảnh sẽ leo lên ảnh chạy các bạn. Thì ảnh cũng sẽ chạy từ từ ha.
các bạn có thể lên mô như thế này đây. Đất nhìn rất là đẹp ha. Thì ảnh lên clip như vậy là ảnh để trồng củ sắn các kiểu các bạn. Các bạn xem video thấy hay thì đăng ký kênh nha, để mình có động lực ra nhiều cái video hay hơn để gửi đến cho các bạn và mọi người xem ha. Còn bây giờ là ảnh sẽ ve lại ha. Gồm đất hai bên ha, nó sẽ mô lên ha, còn cái lưỡi dao ở phía trong á sẽ đánh cái đất mà ra như thế này ha. Còn đây, để mình quay cho các bạn cùng xem. Đây là những cái luống củ sắn. Đây sẽ lên luống thành luống như thế này ha. Thì hiện tại thì anh cũng đang chạy ra các bạn. Thì mình cũng đã dôm hết cỡ để cho các bạn xem được cái lưỡi dao mà để ảnh chế ở phía bên trong đó các bạn. Nó sẽ đánh như thế nào ha. Quay cái bên mà ảnh chưa chạy cho các bạn xem ha. Còn đây là những luống mà ảnh đã chạy qua các bạn. Nó sẽ lên luống như thế này ha. Ủa như vậy là mình chạy hai vòng ha anh? Dạ đúng rồi. Cái mình trồng củ sắn là mình phải đi hai vòng. Mình cái bạn đầu là nó lên chưa có đủ. Dạ. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa luống củ sắn nó cần độ cao. Dạ. Còn nếu mà như mình trồng ớt hoặc là trồng bắp, trồng đậu, trồng đồ mà những cái dàn đất ương điền thì mình chỉ cần một bận thôi. Dạ. Nhưng mình gạt cái cây ngang vô nó đi cái luống bằng rất đẹp. Dạ, dạ. Có thể là như trồng khoai môn nè, ớt nè, cải bây giờ họ vẫn lên luống. Dạ. Bởi vì lên luống á, là mình tưới á, là nước dư lại sẽ đổ xuống mương nó đi. Dạ. Chứ nó không có chứa trên luống. Có nhiều đám cải như em đánh hàng hecta luôn á là xới đôi khi nó bị đất không bằng. Chứ mình tưới cái nước từ cái chỗ cao á, nó dồn về chỗ thấp. Chỗ thấp nó dư nước thành ra nó hư cây cải ngay đó và nó hư luôn cả mẫu vậy đó. Dạ, dạ. Còn bây giờ là ở đây là hầu hết là họ làm là họ lên luống hết. Dạ. Bởi vì cái giá lên luống nó không có cao. Dạ. Như mình đi một bận là 150, còn nếu đi hai bận là 300. Dạ. Nhưng mà như ví dụ như 150.000 thì mình nghe đối với nhiều người họ nghe thì họ chưa quen á. Họ nghe họ kêu 150 nó xót xa nhưng mà thực chất cái năng suất nó lên và trồng cây nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Cảm ơn anh những gì dạ, anh dạ. đã chia sẻ rồi anh. Như cái này là hồi nãy là anh chỉ đi có một dạ, đó là một bạn, giờ bạn thứ hai là một bạn thứ hai là mình có chỉnh cái tăng đưa nào không anh? Dạ. À, cứ để tự nhiên. Không, tại vì nguyên nhân là em làm quen rồi nên nó là em nói như vậy. Còn như dụ những đám mà em vô những đám mà thiếu đất thì em phải chỉnh tăng đưa.
để cho nó ép xuống hoặc nó nâng lên. Nếu đám thiếu thì mình phải ép xuống. Nhưng mà đám mà nó đủ đất hoặc dư đất thì mình phải nâng lên để nó hút hết cái đất, nó tạo cái luống sạch và cái mương nó sạch nữa. Cảm ơn anh. Thì theo những gì mà anh chia sẻ các bạn thì cái đất này thì anh phải đi hai vòng nha. Hồi nãy anh chỉ đi mới một vòng thôi, bây giờ là anh chạy lại một vòng nữa để lên luống cho nó cao hơn ha. Đây thì anh cũng tùy theo đất để mà anh chỉnh cái tăng đưa ở phía sau này các bạn, cái tăng đưa ha. Thì một vòng đầu tiên anh chạy anh sẽ tăng đưa khác ha, nhưng mà đất này anh chạy quen rồi nên anh cũng không có chỉnh tăng đưa ha, anh cứ vậy mà anh chạy ha. Thì bây giờ anh sẽ ve lại đến vô đi cho cái luống này, hồi nãy phía nãy anh đi chưa hết các bạn. Thì cái này là đi luống thứ hai, luống thứ hai là anh sẽ lấy luôn ha. Thì cái này là anh lên luống trồng được tất cả mọi rau ha các bạn, kỳ rau này kia các thứ. Thì để mà anh chế được cái dàn sới ở phía sau thì anh chỉ tốn chi phí là 5 triệu đồng ha các bạn. Giờ là anh sẽ đi vòng thứ hai á các bạn. Thì theo những gì mà anh đã chia sẻ thì anh trồng đất củ sắn này á thì bắt buộc phải đi hai vòng cho đất nó cao lên ha. Thì vòng gốc cây á các bạn. Thì để mình quay cái bên chưa, anh chưa chạy ha, thì đất nó sẽ bằng như thế này. Thì hồi sáng anh cũng đã xới lên rồi ha, thì cái sáng mình đi vô không kịp các bạn. Đây đây là ảnh đã xới hai vòng nè, hai vòng nó sẽ lên mô như thế này. Thì cái bề ngang của một vòng như thế này từ cái tim này qua cái tim kia là 1m450 các bạn, đó là tim chuẩn xác luôn ha, là những gì mà anh đã chia sẻ với mình ha. Thì mình cũng xin nhắc lại cho các bạn xem trên kênh được biết ha. Thì cái vòng xới này các bạn, thì cái đây là cái vòng đầu tiên ha, cái vòng đầu tiên nó sẽ không có cao, không có cao. Và cái vòng thứ ảnh đi một vòng như thế này và ảnh sẽ chạy lại một vòng nữa là vòng thứ hai nó sẽ lên cái luống như thế này ha, ảnh sẽ chạy lại một vòng nữa. Thì mình cũng xin nhắc lại cho các bạn xem được biết ha. Thì cái dàn xới phía sau là ảnh chế là hết 5 triệu các bạn, 5 triệu với chi phí của ảnh ha. Và ảnh mất thời gian là để ảnh mà nghiên cứu ra được cái dàn xới như thế này thì ảnh cũng mất 1 tháng các bạn. Thì hiện tại ảnh đang đi vòng thứ hai các bạn. Thì ảnh chạy tùy theo đất ha. Thì đất này ảnh quen thuộc như là đất này dạng như đất mềm nữa các bạn, cũng không cứng cho lắm ha. Thì anh sẽ chỉnh không chỉnh cái chảo ở phía sau, ở phía sau nó có cái đồ mà để chỉnh chảo cao thấp á để cho nó cân bằng những cái sức máy. Thì nếu mà chạy nó đất khác á thì anh cũng sẽ chạy cái vòng thứ hai á, anh sẽ chỉnh cái chảo phía trên đó kìa các bạn. Đây cái đồ chỉnh chảo của anh đây. Thì bắt buộc là củ sắn, trồng củ sắn bắt buộc là phải đi hai luống như thế này các bạn, cho cái đất á, nó sẽ mô cao lên ha, trồng củ nó được nhiều hơn. Quay để cho các bạn xem phân biệt được cái vòng thứ hai nó sẽ như thế nào. Đây là cái giờ ảnh mới đi một vòng các bạn, còn bên đây là vòng thứ hai nó sẽ mô cao lên ha. Thì cái video trước á, thì mình cũng có quay về máy xới mini á, để xới mà lên clip trồng dưa hấu á. Cái đó là cái clip mà để như dạng như cái rảnh gì các bạn để mà trồng dưa hấu á. Còn cái này là lên clip để trồng cây hoa màu luôn. Thường cái này là trồng củ sắn đó các bạn. Nói chung là trồng hoa màu cái gì cũng được ha, nếu mà lên clip ha. Các bạn nào mà chưa xem cái video đó thì có thể xem lại cái video đó ha.
chảo hai bên nó sẽ cuộn đất vô đó các bạn. Đúng là nông dân sáng tạo các bạn. Cái chảo này sẽ đùa đất đi, đùa đất vô gom lại ha, còn cái lưỡi bên trong nó sẽ đánh đất ra ha. Rồi cái video mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo á, tại vì trời mưa các bạn. Mình cái đường mình chạy xe vô đây á là mưa mình không đi ra được, nên mình cũng tranh thủ ha. Rồi mình xin chào gặp lại các bạn.